Hàn Quốc loại Đức World Cup 2018 nhưng về nước vẫn bị ném trứng thối. Với chiến thắng trước Đức để đứng thứ 3 chung cuộc tại bảng F, Hàn Quốc đã được chào đón nhiệt liệt khi về nước, nhưng vẫn có những fan bất mãn về họ. Hôm nay, đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đã trở về nước sau vòng chung kết World Cup 2018. Sau hai trận thua Thụy Điển 0-1, Mexico 1-2, Hàn Quốc bị đánh giá là một trong những đại diện châu Á yếu nhất trên đất Nga. Tuy nhiên, ở lượt trận đấu cuối cùng, Hàn Quốc đã chơi cực hay, thắng đương kim vô địch Đức 2-0, vươn lên đứng thứ 3 bảng F. Dù vẫn bị loại, nhưng sau trận đấu cuối cùng này đã vớt vát danh dự cho đội tuyển quốc gia xứ nhân sâm. Sau trận đấu, đã có rất nhiều cầu thủ Hàn Quốc khóc vì xúc động. Mang trên mình vinh dự của đội loại nhà đương kim vô địch khỏi World Cup, Hàn Quốc nhận được sự chào đón nhiệt liệt của người hâm mộ tại quê hương. Tuy nhiên, thái độ của các cầu thủ Hàn Quốc vẫn là cầu thị, mong người hâm mộ tha lỗi vì đã không thể vượt qua được vòng bảng. Phía sau các cầu thủ Hàn Quốc còn có khẩu hiệu: "Chúng tôi sẽ chỉnh đốn lại tinh thần và cố gắng hơn nữa." Trong không khí sôi động và đầy tích cực đó, thật đáng tiếc một bộ phận người hâm mộ Hàn Quốc vẫn tỏ ra bất mãn với các cầu thủ nước nhà. Đã có vài quả trứng bị ném về phía các cầu thủ Hàn Quốc. Điều này cũng khá giống với tình cảnh của đội tuyển quốc gia Iran. Với 4 điểm có được nhờ thắng Morocco 1-0, hòa Bồ Đào Nha 1-0, Iran đứng thứ 3 bảng B, vẫn bị loại. Nhưng đó là thành tích ấn tượng nhất của đội bóng này tại một kỳ World Cup. Đã có hàng nghìn cổ động viên Iran ra tiễn đội tuyển quốc gia về nước tại sân bay. Thế nhưng vẫn có những bộ phận người hâm mộ nước này bất mãn chỉ trích đội tuyển, tới mức tiền đạo 23 tuổi của đội tuyển Iran, Sardar Azmoun đã không chịu nổi áp lực lên mình và gia đình, đành phải tuyên bố giải nghệ. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức Vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Đức thua Hàn Quốc World Cup 2018, cú sốc kinh hoàng nhất lịch sử bóng đá. Đội tuyển Đức đã bị loại khỏi World Cup 2018 ngay từ vòng bảng, khiến báo giới nước này gọi đây là nỗi nhục lớn nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia. Nhà vô địch World Cup 2014 đội tuyển Đức đến Nga năm nay với vị thế ứng cử viên vô địch do lực lượng đồng đều và màn trình diễn khá ấn tượng ở Confederation Cup 2017, dù chỉ tung đội hình 2. Nhưng họ đã phải rời World Cup 2018 ngay từ vòng bảng, chỉ giành được 3 điểm từ chiến thắng trước Thụy Điển. Ở vào thế phải thắng, Đức đã chơi một trận bạc nhược trước Hàn Quốc, đội có cửa đi tiếp cực thấp. Hàn Quốc thậm chí đe dọa cầu môn Đức không ít lần đầu trận, và dù Demarchan có lúc gia tăng sức ép về cuối trận đấu, họ bỏ lỡ vô số cơ hội ghi bàn trước khi bị thủng lưới 2 lần ở phút bù giờ, qua đó đứng bét bảng F và lần đầu tiên dừng bước ở vòng loại các kỳ World Cup. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, ấn bản trực tuyến của tờ Bild tại Đức đã đăng tải một tiêu đề lớn, không thể đơn giản nhưng xúc tích hơn: bị loại, cơn ác mộng World Cup đã thành sự thật. Tờ này tỏ ra cực kỳ thẳng thắn với câu: "Chúng ta không xứng đáng đi tiếp, đây là nỗi nhục lớn nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia Đức." Trong khi đó, tờ báo bóng đá Kicker thì có tiêu đề: "Thất bại lịch sử". Tờ này nhấn mạnh đây là màn trình diễn tồi tệ nhất ở World Cup của đội tuyển Đức. Không những lần đầu tiên không vượt được qua vòng bảng mà còn đứng cuối bảng đấu. Bên ngoài nước Đức, tờ Daily Mail của Anh vừa nhấn mạnh Đức trở thành nhà đương kim vô địch thứ 4 trong lịch sử World Cup bị loại ở vòng bảng, sau Pháp 2002, Italy 2010 và Tây Ban Nha năm 2014, trở thành nạn nhân. Alex Martin của Daily Mail chỉ ra rằng lời nguyền dành cho nhà vô địch đang sớm trở thành một thực tế khi có 3 kỳ World Cup liên tiếp đội vô địch bị loại từ sớm. Tờ Express Anh thì cho biết trên mạng xã hội đã có nhiều người dùng bày tỏ sự tức giận với màn trình diễn của Mesut Ozil và cho rằng Ozil nên rời đội tuyển ngay lập tức. Trong khi đó, trên tờ The Guardian, Jonathan Wilson mở đầu bài viết về trận đấu với câu trong bài thơ The Hollow Man: "Thế giới kết thúc không phải bởi một tiếng nổ mà bởi tiếng khóc thút thít." World Cup 2018 của Đức cũng đã kết thúc theo cách đó. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức Vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Nghịch lý lạ kỳ khiến Đức thua Hàn Quốc và trở thành cựu vương World Cup 2018. Nếu bóng đá là một bài toán logic, thì chắc chắn Đức phải thắng Hàn Quốc, còn Mexico sơi tái Thụy Điển. Hai trận cuối bảng F đã kết thúc với chiến thắng 3-0 cho Thụy Điển trước Mexico và 2-0 cho Hàn Quốc trước Đức. Thật đáng kinh ngạc, cả Đức và Mexico đều áp đảo hoàn toàn đối phương về các chỉ số trận đấu, nhưng họ lại thua đau. Đấy mới là bóng đá và đấy mới là điều tuyệt vời của mùa World Cup 2018 đang diễn ra trên đất Nga. Cụ thể, Đức đã kiểm soát bóng tới 70% trước Hàn Quốc, tung ra 725 đường chuyền, chính xác 88%, đến đích 636 đường chuyền, trong khi đối phương chỉ kiểm soát bóng 30%, có 243 đường chuyền, chính xác 74%, đến đích 179 đường chuyền. Đức tung ra 26 pha dứt điểm so với 11 của Hàn Quốc, nhưng trong khi Đức chỉ trúng đích 6, trượt 11, bị cản phá 9, thì Hàn Quốc trúng đích tới 5, trượt 5 và bị cản phá 1. Quan trọng nhất, Hàn Quốc có 2 bàn thắng, nhưng Đức thì không. Chưa kể Đức còn tới 9 pha đá phạt góc, trong khi Hàn Quốc chỉ có 3. Trước một tuyển Đức được đánh giá cao hẳn, hàng thủ Hàn Quốc đã có ngày làm việc quá tuyệt vời. Hàn Quốc không ngại chơi rắn và lĩnh 4 thẻ vàng, phạm lỗi 16 lần trong khi Đức không phải nhận thẻ, chỉ phạm lỗi 7 lần. Hàn Quốc thực hiện tới 42 pha phá bóng, 10 cú chuyền bóng thành công và 9 lần cản phá các cú sút của đối phương. Đấy là điều kiện khiến Đức hoàn toàn bế tắc, để rồi phải dồn cả Neuer lên tham gia tấn công, dẫn đến bàn thua thứ hai ở cuối trận. Trong trận đấu còn lại, Mexico cầm bóng 65%, chuyền 491 lần, tỷ lệ chính xác 82%. Thụy Điển chỉ chuyền được 215 lần, chính xác có 67%. Nhưng thực tế, đội bóng áo vàng chơi rất chủ động và không quá lép vế trước đối thủ. Mexico có 19 lần dứt điểm, trúng 3, trượt 8, bị cản phá 8, còn Thụy Điển ít hơn nhưng rất hiệu quả, lần lượt là 13 pha dứt điểm, trúng tới 5, trượt 7 và bị cản phá 1. Đáng chú ý, Thụy Điển còn ép Mexico đá phản lưới nhà một lần. Trong một ngày mà đáng lẽ ra phải ưu tiên phòng ngự, Mexico lại dâng cao tấn công Thụy Điển, để rồi trước khi họ có được bàn thắng, đại diện châu Mỹ lại thủng lưới trước và cứ thế bị đối phương đưa vào thế khó, dẫn đến vỡ trận. Đây sẽ là bài học cực kỳ đắt giá, nhưng cần thiết cho Mexico. Hai chiến thắng trước đó có lẽ đã khiến Mexico quá tin tưởng vào sức mạnh của mình, mà quên mất ở World Cup không có đội nào yếu, đặc biệt là kỳ World Cup đang có quá nhiều bất ngờ tại Nga. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức Vô Tận. Vòng 1/8 World Cup 2018 sạch bóng châu Phi, báo chí Senegal không phục kết quả. Chứng kiến đội tuyển nước nhà bị loại vì luật fair play, báo chí Senegal đã tỏ ra không phục với kết quả này. Chứng kiến Ai Cập, Maroc, Tunisia, Nigeria lần lượt phải nói lời tạm biệt World Cup 2018, bóng đá châu Phi dồn hết hy vọng vào Senegal trong lượt đấu cuối cùng. Thực tế, đoàn quân áo xanh cũng chỉ cần một trận hòa trước Colombia là đủ quyền đi tiếp, nhưng thất bại 0-1 đã khiến họ phải dừng bước. Trận này Senegal đá không tồi, nhưng trong thời khắc quyết định, họ đã để đối thủ vươn lên và không thể nào lật ngược được tình thế. Đèn đủi hơn cho Mane và các đồng đội là họ bị loại bằng hiệu số fair play kém hơn Nhật Bản khi đã có cùng 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại. Chứng kiến cảnh châu Phi sạch bóng ở vòng loại World Cup 2018, tờ Al-Ahram giật tít đầy bi thảm. Colombia kết liễu hy vọng World Cup của châu Phi cùng với kết luận tất cả các đội châu Phi đều là những kẻ thất bại. Báo chí Senegal cũng chung cảnh đau khổ với việc bị loại đáng tiếc của chủ nhà. Tờ Winsport đặt tiêu đề 1 thắng 1 hòa 1 thua và Senegal bị loại. Trong khi đó, trang Le Grand chỉ thốt lên Senegal bị loại khỏi World Cup 2018 bởi fair play. Trang này trích thêm, đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup chứng kiến một đội bóng bị loại vì chỉ số fair play. Tờ Senegal tỏ ra không phục khi đội nhà phải dừng bước theo cách này. World Cup 2018, Senegal bị loại, nỗi thất vọng của sư tử với luật fair play của FIFA. Như vậy, sau chặng đầu tiên của World Cup 2018, châu Phi không còn đại diện nào đi tiếp. Trong khi đó, châu Á có duy nhất Nhật Bản, Nam Mỹ có 4 đại diện, Bắc Trung Mỹ có 1 và 10 đội đến từ châu Âu. 16 đội bóng qua vòng bảng World Cup 2018. Uruguay, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Đan Mạch, Croatia, Argentina, Brazil, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Mexico, Bỉ, Anh, Colombia, Nhật Bản. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức Vô tận để đón xem các clip tiếp theo.